Vâng, cà rô xin mến chào toàn thể các bác nhé. Thì em đang có mặt tại kho của em, bác biết rồi, những chỗ rất là quen thuộc các bác. Thì báo cáo bác thì hôm nay thì bên em tiếp tục về được thêm 100 bộ mic nữa. Trong đó có hai dòng là mic PS VK6 và PS VK7. Báo cáo bác thì nói các sản phẩm mic nói chung thị trường thì bên em bán rất đa dạng các hãng các nhá. Từ sản phẩm như mic của Anly, AP, JBL, DB, PS, đấy, TD. Anh em bán full các mã mic luôn cho các bác anh em lựa chọn. Nhưng cái điều quan trọng hôm nay em đang giới thiệu đến toàn thể các bác một mẫu mic mà em đang cháy hàng trước đây. Và hôm nay đã về hàng, đã cháy hàng được mất 3-4 tháng nay rồi. Thì hôm nay đã về hàng. Tại sao nó lại có mức sức hot vậy? Thì báo cáo bác thì đây là dòng mic mà em đánh giá rất là cao. Đánh giá rất là cao về chất âm nhé. Chất âm và cái đời tầm tiền. Với mức giá mà hiện tại bên điều mình đang chào bán mức giá là 2.500.000 đồng. Thì em nói thật sự luôn là nó đang là đầu bảng. Đầu bảng nhé. Nó hay ngang ngửa với những bộ mic mà tầm trên 3 triệu hay là hơn 3 triệu, 3 triệu đến hơn 3 triệu của một số hãng khác đang bán. Để nói rõ luôn. Dòng này thì các bác có thể đi xô được, xô nhỏ nhá. Xô nhỏ được, hay ở giữa đi xô nhỏ được. Và gia đình thì vô tư, kẻ phòng hát được, em vẫn ghép dòng mic này. Sóng ổn định. Tiếng mic thì nó dày các nhá, nó đầy tiếng. Đấy. PS VK6 đã có mặt tại cửa hàng Hiếu Minh Auto. Số lượng đã về đây các bác có thể thấy mỗi thùng là 5 chiếc, nhập 100 chiếc các nhá. Thời điểm này thì hàng bãi không về được thì bên em những sản phẩm hàng nhập khẩu thì bên em đã về gần như là full rồi. Nhưng thời điểm này về rất nhiều mã mới nhưng em chưa có thời gian review thì bắt đầu từ ngày hôm nay em sẽ tập trung review lên kênh cũng như các bác anh em biết có nhu cầu mua sắm, nhu cầu nâng cấp để cải thiện chất âm thì có thể liên hệ đơn vị em. Thì đối với sản phẩm này là sản phẩm chính hãng không nhá. Còn PS thì bên em bán full các dòng rồi, là đơn vị chuyên bán sản phẩm chính hãng của PS rồi. Từ những con đẩy PS, 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh, những dòng micro VK6, VK7, VK8 thì hôm nay là về hai mã nhá, là VK7 các bác thấy ngoài thùng nó này. VK7 là đàn anh. Tiếng mic của VK7 thì các bác đi sự kiện được. Tiếng rất là dày luôn. Dày và hay, nó cái chất của nó y xì như Bayer ấy. Em rất là thích tiếng này. Còn nếu mà các bác nào cần chất nó gọi là nó sáng nên gọi là tiếng cái độ dày nó thấp đi thì các bác có lấy những dòng của DB. Mỗi dòng mic là có đặc điểm riêng các nhá. Đấy. Nhưng cái điều quan trọng là trong tầm tiền thì đây là con mic mà em đánh giá rất là cao. Các bác bỏ ra 2 triệu rưỡi là các bác không phải mua sản phẩm mic xua trôi nổi trên trường hay những sản phẩm ở phân cùng phân khúc thì đây là đang đứng đầu bảng rồi. Nó hay ngang ngửa những bộ mic tầm trên 3 triệu thị trường đối các dòng hãng khác đang bán. Còn nếu mà nói về 2 triệu rưỡi bỏ ra thì không có một mic nào của một số hãng khác mà có thể bán hơn 2 triệu thì cái chất âm con này nó hay hơn nhiều các nhá. Và cái giá nó rất là dễ thở cho các bác anh em. Cái điều quan trọng đấy. Thì đây là sản phẩm mới tinh được bảo hành 2 năm các lý nhá. Sản phẩm PS ấy thì đối với các đơn vị khác ấy, thì được chỉ bảo hành 1 năm thôi. Nhưng đối với đơn vị của Hiếu Minh Auto thì vì là đơn vị gọi hiểu ra là em nhập nhiều thì được bên hãng ưu ái được cái chính sách bảo hành cho bác rất là dài. Nên là anh em dùng các bác biết rồi. Bảo hành rất là dài cho các bác anh em luôn. Và độ ổn định nó cao. Thì mặt ngoài nó có lý. Đối dòng mic của hãng thì cái tay của nó nhá. Tay nó là tay nó bằng nhôm thôi nhá. Tay bằng nhôm nó rất là dày luôn. Đấy không? Rất là dày. Cái dày này để là gì ạ? Báo cáo bác, dày này này. Để khi có bắt vào này, để khi bác xoáy nó vào này. Tay nó cầm nó đầm. Đúng nhá, nó đầm này. Và cái thứ hai nữa là nó chắc, nó không bị rung. Đấy. Và điểm nữa là cái vì nó bằng nhôm, cũng như ở ngoài nó sử dụng là sơn mạ alốt. Thì cái độ bền của nó nhá. Nó cái mắc lớp sơn ấy, nó là lớp sơn chống bong. Nó không như các dòng mic xua trên thị trường là cái vỏ ngoài các bác dùng một thời gian là tự nó chóc chóc hết. Nhưng cái đây là lớp mạ sơn alốt thì nó sẽ sử dụng là nó chống bong. Các lưu nhé, chống bong. Trừ khi bác lấy cái gì bác vạch lên cứa xước thì em phải chịu thôi. Còn bình thường bác dùng không có bong được. Củ cũng vậy, củ chúng rỉ bác nhá. Cực kỳ chất lượng luôn. Cầm tay rất là đầm luôn. Một cái mức giá này rất hợp lý cho anh em. Hai tay chống lăn ở đuôi này. 6 ly này. Nguồn adapter này. Hai tay chống lăn ở bên trên này. Một bên trong máy đấy nhá, gồm vào 4 viên pin để các bác dùng thử pin nhá. Đây có pin sạc và pin để các bác test thử máy. Đó. Thì nó chắc hát được khoảng đôi tiếng là hết. Và hai dâu anten. Rất gọn gàng. Các bác cùng ngắm nhìn lại nhá. PS VK6. Đối dòng này thì mời em đánh giá rất là cao rồi về độ chất âm. Vì sao lại mời hôm nay em lại tiếp tục về hàng và nó đã cháy hàng từ trước đây?
Vì là những sản phẩm mic ổn định ý, thì bác biết thì bán rất là lâu. Và đối dòng này em đã bán mấy năm nay rồi. Sự phản hồi rất là tốt và tích cực của các bác. Nên tiếp tục nhập về phụ bác anh em. Hàng là phiên bản 2022 các bác nhé. Hàng bên kia họ đã tích là tháng mấy đây? Tháng 2022 này các bác này. Bên kia. Thì về Việt Nam là mất mà mất hơn tháng vì bởi vì hàng hóa thì bác biết rồi. Hàng hóa đi bây giờ nó rất là khó, rất là lâu về. Hàng như sản phẩm chính ngạch này để đi đường biển luôn nhá. Tại vì đường hải quan bây giờ hàng hải quan đường bộ bây giờ vẫn đang đóng biên nên hàng chưa về được. Thời điểm này em chỉ về hàng mới thôi. Và những bác nào có nhu cầu mua sắm những bộ combo hàng mới, những combo hàng bãi mà hiện tại em đang có những sản phẩm loa sẵn ở cửa hàng thì nhanh tay liên hệ đơn vị em hoặc đến cơ sở bên em là 364 Quang Trung ở Đông Nội hoặc 48B cư xá Ba Điểm quốc lộ 2 quận Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh cũng nhé. Những sản phẩm này đã có sẵn tại hai cửa hàng Hiếu Minh, anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đơn vị em. Và một clip thông báo hàng về cũng review cho anh em đối sản phẩm micro này. Thì đối dòng micro này thì đã bán rất là lâu năm nay rồi và có rất nhiều các bài test và phối ghép rồi. Đây em chỉ là clip để em thông báo hàng về. Các bác anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ nhá. Mức giá thì cực kỳ tốt đó nhá. Giá em công khai luôn là 2.500.000 đồng. Em Hiếu Minh đã bao ship các nhá. Tặng kèm cho anh em một bộ pin sạc. Được chưa? Tặng kèm cho bác một bộ pin sạc nhá. Bộ pin sạc mà em đang bán 350.000 đồng. Tặng kèm cho bác luôn, cho bác mua combo mic này. Khuyến mãi với lô hàng này. Đối với lô hàng này em khuyến mãi nhá. Còn nút lô hàng sau mà thay đổi thì em sẽ có chương trình này thì em sẽ thay đổi em báo các bác. Hôm nay về hai mã đó VS VK6 và VK7. VK7 thì hiện tại bên chúng mình đang bán mức giá là 3 triệu đồng. Đấy, 3 triệu đồng. Và clip của em bé thu hút. Cảm ơn bác xem ủng hộ video của em. Xin thân ái, chào tạm biệt tất cả bác nhé.